Là một cường quốc trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng nên không quá ngạc nhiên khi Đức cũng nằm trong số ít quốc gia đang sở hữu và tiếp tục phát triển hệ thống trang bị người lính tương lai với tên gọi Gladius. Hãng chế tạo Rheinmetall bắt đầu phát triển hệ thống Gladius từ năm 2012 với tư duy thiết kế mở và tích hợp module. Hệ thống này gồm 130 thành phần như trang bị bảo vệ người lính áo giáp, mũ và kính che mắt, thiết bị hỗ trợ quan sát ảnh hồng ngoại, máy tính chiến thuật, thiết bị liên lạc và dẫn đường, vũ khí cá nhân, pin năng lượng đi kèm và nhiều hệ thống mở rộng khác. Tuy nhiên, hệ thống trang bị người lính tương lai của Đức chính thức được hoàn thiện khi nâng cấp lên phiên bản Gladius 2.0 gần đây với việc tích hợp hệ thống quản lý chiến trường TACNET. Theo đó, với bộ trang bị Gladius 2.0, binh sĩ trở thành một thành phần của hệ thống chiến đấu hợp nhất. Toàn bộ các thông tin do hệ thống cảm biến mỗi người lính mang theo và vị trí của họ sẽ được cập nhật liên tục trên bản đồ chiến thuật số hóa. Người lính trong đơn vị có thể kết nối với nhau theo trục ngang hoặc kết nối trực tiếp với chỉ huy theo trục dọc để đề xuất hoặc nhận lệnh chỉ huy tác chiến trực tiếp theo mốc thời gian thực. Ngoài ra, người lính cũng được mở rộng khả năng nhận diện tình huống chiến trường nhờ các thông tin thu được từ các hệ thống trinh sát và chiến đấu đồng minh trong phạm vi hoạt động. Về tổng thể, Gladius 2.0 giúp nâng cao đáng kể khả năng tác chiến của người lính và đơn vị chiến đấu nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ cao. Hiện tại, hệ thống Gladius 2.0 đang được trang bị thử nghiệm cho các đơn vị đặc nhiệm và bộ binh cơ giới của Đức và tiếp tục được nâng cấp. Trong tương lai, Rheinmetall dự kiến tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo để tăng cường hơn nữa khả năng hỗ trợ người lính trong các môi trường phức tạp, phi đối xứng.